mua nước hoa mà không hiểu là mình đang kiểu mua đồ chơi robot biến hình hay là gì. Chúng ta đang có một cái hộp của Club de Nuit phiên bản 2024 Limited của nhà Amat ở trên này. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần tên đó, Club de Nuit ở đây. Và lật xuống thì chúng ta có cái Amat. Nhưng mà tôi cũng chưa hiểu là cái lật xuống như này nó có cái ý nghĩa gì. Nó sẽ bày như thế này à? Đó, lật lên như thế này thì có thể để đứng được. Thực ra tôi khá là khó hiểu. Và cái hộp này thì nó rất là chắc chắn, rất là to, nặng. Mang đi làm quà thì khá là ổn. Ngoài ra trong cái hộp này nó còn có một cái nữa, đó chính là hai cúc áo của Amat. Ừ, đây, hai cúc áo của Amat. Các bạn có thể nhìn thấy những cái cam này. Đó. Và cái cúc này thì nó rất là chắc chắn, nó nặng. Và thường những cái cúc này nó sẽ sử dụng ở trong những cái áo mà sơ mi may đo của anh em hội Sartorial ấy. Họ có thể tháo được cái cúc ở phần tay áo ra và họ lắp những cái này vào. Nhưng mà thực sự thì nếu như mà bỏ một cái số tiền khá là lớn, khoảng tầm 1-2 triệu để may một cái sơ mi mà có thể gài được những cái cúc vào, thì tôi nghĩ rằng là chả ai người ta gài được một cái cúc của một hãng nước hoa UAE với cái giá thành hơn 1 triệu một chai mà để mua lấy hai cúc này để đi quảng cáo với Amat cả. Khác gì tự nhiên mình thành cái giá treo đồ đâu. Mà thực ra thì mình cũng không phải là quảng cáo cái áo sơ mi của Amat, mà mình chỉ quảng cáo hai cúc áo của Amat thôi. Nên là tôi thấy trong này nó khá là buồn cười khi nó tặng cho mình hai cúc áo vậy. Không biết là mọi người nghĩ sao. Năm ngoái chúng ta có một cái hộp rất là đẹp của 2023 rồi đúng không? Năm nay thì cái hộp này nó còn đẹp mà nó còn xịn sò hơn. Đập vào nó còn đấy, kêu keng 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 này. Đó, đây là cái hộp. Và đây là chai nước hoa đó. Club de Nuit Limited Parfum. Đây, trên tay mình, dùng cái cam này nhìn cho nó rõ nhá. À, về cơ bản thì tôi thấy nó chả khác gì so với cái chai nước hoa kia cả. Và nếu như mà các bạn tò mò thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cái phiên bản 2024 này nó có khác gì ở phần mùi hương so với phiên bản 2023 không. Bắt đầu nhá. Trước tiên thì chúng ta muốn biết nó có khác cái gì phiên bản 2023 không, thì các bạn hãy làm ơn xem lại cái video tôi review chai nước hoa Club de Nuit Limited. Video nó sẽ hiện đâu đó ở quanh đây. Tóm lại thì tôi đã được trải nghiệm những cái phiên bản Limited từ đời đầu tiên của Amat rồi, và đến bây giờ thì chúng ta đã thấy là càng ngày cái thiết kế ở phần hộp nó càng trở nên rõ rệt. Và ngay phần đầu video tôi đã cho các bạn xem là thiết kế năm 2024 này nó khác như thế nào. Và phải nói là cái thiết kế này trông nó cũng vô cùng là ấn tượng ở cái phần ngoại hình luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là khác biệt luôn. Năm ngoái tôi nhớ là hình như là một cái hộp gỗ hay sao ấy, xong rồi có khăn lau nữa. Thứ năm nay thì nó có cả cúc áo. Đó. Còn về cơ bản thì cái gốc, cái chất ở xong thì nó nhìn nó vẫn như thế thôi à. Các bạn có thể hỏi thêm một vài người bán thì người ta có thể nhận biết rằng là nó có những cái sự thay đổi cụ thể chi tiết ra sao. Còn về cơ bản thì tôi nhìn thiết kế chai thì nó cũng chả khác cái đếch gì. Thôi để tôi đi lấy luôn. Đây rồi. Tôi đã có ở đây. Về cơ bản thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái màu sắc của hai chai này nó khác nhau. Thực ra cái đèn này nó khá là khó nhìn cho các bạn ấy. Không biết là các bạn có thể nhìn không, thì con này có màu ánh bạc nhiều hơn, còn con này thì màu đen nhiều hơn. Cái chữ Club thì hai bên người ta cũng có phần in ở cái phiên bản 2024 thì có phần nổi rõ rệt hơn. Còn về cái toàn bộ thông tin của chai nước hoa này in trên cái phần mặt trước thì nó là như nhau. Cái tiếc là cái chai của tôi nó đứt rồi. Đấy, cái chai cũ của tôi đứt rồi. Còn về cơ bản thì tôi nhìn chả khác gì cả, có tí là màu sắc thôi. Còn cái khác biệt rõ nhất đó chính là về phần hộp của chai nước hoa. Đấy là cái mà các bạn có thể nhìn thấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với phần mùi hương của hai cái chai nước hoa này. Xem là như nhiều người nói, đó chính là Club de Nuit phiên bản 2024 Limited, thì nó sẽ có một cái mùi hương dễ chịu hơn và tiệm cận được so với chai nước hoa Quýt Aventus hơn. Thì sau đây tôi xin phép được chia sẻ, đó là tôi đã test con Club de Nuit Limited 2024 này khá là lâu rồi. Phải nói rằng là một tuần liên tiếp, và thực sự thì gần như là mũi tôi bị tra tấn liên tục khi mà tôi test cái mùi hương này. Nhưng tôi vẫn cố gắng để có thể tìm ra được cái sự khác biệt để những người mới có thể dễ dàng hình dung. Cái đầu tiên về phần mùi hương của chai nước hoa này thì ở cái phần top nốt ấy, khi các bạn ngửi cái phần đầu vòi của hai chai nước hoa phiên bản nào cũng được thôi, các bạn cứ so những cái phiên bản gần đây nhất với nhau,
thì về cơ bản tôi thấy ở phần đầu vòi thì nó không khác nhau là mấy. Cái chai 2024 thì nó mới ra mắt nên là cái mùi hương của nó sẽ dậy hơn. Còn nếu mà các bạn để lâu thì tôi như tôi đã nói đó là kể càng lâu thì cái phần top note nó sẽ bị bay dần. Nên là nếu như các bạn muốn biết là mùi hương đấy trong năm đấy nó như thế nào thì các bạn phải so cùng lô với nhau, chứ các bạn không nên so năm trước năm sau, vì khi mà nó đã ra từ thị trường rồi, nó ảnh hưởng bởi cách bảo quản rồi quá trình tiếp xúc với không khí ít nhiều thì nó cũng sẽ bị thay đổi ở cái phần top note của mùi hương. Thì đấy là ở phần đầu vòi, và tôi xịt hai mùi hương này side by side trên tay tôi liên tục, từ ở cái phần mu bàn tay này cho đến cái phần khỉu tay. Thì cái mà tôi nhận thấy đầu tiên đó là ở cái phiên bản Club de Nuit Limited 2024 thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi hương nó bớt chua hơn, nó có một cái độ tối nhiều hơn, và cảm giác là chúng ta sẽ thấy là những cái phần kiểu hơi đất đất ẩm ẩm xuất hiện rõ rệt hơn. Và cảm nhận của mình ở phần top note của phiên bản 2024 thì nó có cảm giác dịu hơn, dễ chịu hơn. Nhưng cái nhưng này quan trọng này, không quá rõ rệt. Các bạn chỉ có thể nhận thấy nó khoảng đồng đâu đó 5-10% thôi. Có nghĩa rằng là với những người mà không thử cái phiên bản 2023 và các bạn cũng thử nó cách đây khoảng tầm nửa năm thì mình nghĩ rằng các bạn khó lòng có thể nhận ra được sự khác biệt của hai chai nước hoa này. Đấy là ở phần top note. Và sau khi dry down ấy thì cái mùi hương của cái phiên bản limited 2024 thì các bạn nhận thấy là nó xuất hiện tối hơn, càng về sau càng tối, mà nó có một cái nét ngọt dày hơn so với những cái phiên bản tiền nhiệm đi trước 2022 và 2023. Và cái nét ngọt này nó có thể giúp cho mùi hương có cái sự dễ chịu, và có thể rằng nó không còn hợp lý để xịt vào những mùa hè như những cái phiên bản đàn anh đi trước. Nhưng lại là một cái nhưng nữa, đó chính là cái sự khác biệt này nó cũng không quá rõ rệt, nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 5-10% thôi. Vì thế toàn bộ cái sự thay đổi ở phiên bản 2024 này, với cá nhân mình trải nghiệm là một thằng cũng đã dùng Club de Nuit Limited từ 2020 là Amat Club de Nuit, sau đó đến phiên bản Limited 2022, 2023 và đến bây giờ là 2024, thì mình xác định với các bạn một điều rằng nếu như các bạn không có hai mùi hương để side by side với nhau thì gần như các bạn sẽ không nhận thấy cái sự khác biệt quá rõ rệt, và các bạn còn chả biết đâu sẽ là cái phiên bản 2023 và đâu sẽ là phiên bản 2024. Chưa nói đến những người mà chỉ đi lướt qua bạn thôi, người ta sẽ không đủ thời gian để người ta phân tích và người ta có những cái trải nghiệm để người ta đánh giá được là bạn đang dùng 2023 và 2024. Chốt lại thì toàn là tự thủ dâm tinh thần thôi. Thế nên là với cá nhân tôi thì tôi không biết là giá thành của cái phiên bản 2023, 2024, 2022 thì giá thành nào tốt nhất. Nhưng với cá nhân tôi thì toàn bộ nó không quá khác biệt để các bạn có thể là bỏ nhiều tiền hơn mua những phiên bản cũ, hoặc là bỏ nhiều tiền hơn để mua phiên bản mới. Nếu như giá nó đổ đồng hết với nhau thì các bạn không nhất thiết là các bạn mua những bản cũ và những bản mới. Các bạn tiếp cận được bản nào là các bạn mua bản đấy. Làm ơn, hãy là như vậy. Chứ đừng nghe những cái lời kiểu nói rằng 2024 bây giờ đã ngon hơn rồi lại nhau đi mua, trong khi nhà vẫn còn nguyên một chai 2023 hoặc còn nửa chai 2022. Thì mình thật nói thật là các bạn đang mong chờ sai thứ. Và trên tổng quan của mình thì là một thằng cũng sưu tập Quid Aventus rất lâu, đã có những phiên bản rất đắt đỏ, thì mình thấy rằng đến thời điểm hiện tại đã có quá nhiều Quid Aventus. Và cái phiên bản mà mình thấy clone giống nhất đó chính là Basilia 13ZZ01 của nhà Alexandria. Giá nó trội hơn tất cả những phiên bản của nhà Amat, nhưng nó có một cái mùi hương tiệm cận hơn. Vì các bạn phải hiểu rằng những anh chàng đến từ Trung Đông, UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập, mùi hương của họ luôn luôn có một cái sự mở đầu rất nồng nàn, sắc nét. Đặc biệt là cái vị chua của chanh ở trong này thì cực kỳ rõ rệt. Nó sẽ làm cho các bạn khó chịu và không hề dễ mặc vào những ngày hè. Vì thế thì với mình thì khuyên các bạn đi mua clone tiệm cận nhất giống với Quid Aventus thì vẫn là Alexandria 13ZZ01 nhá.
Rồi, tiếp tới thì sẽ là một cái vấn đề mà các bạn cũng rất là quan tâm, đó chính là hiệu năng. Tôi thấy feedback ở trên TikTok của tôi đó là nhiều người bảo là cái phiên bản 2023 hiệu năng nó kém lắm. Tôi kiểu hoài nghi nhân sinh, tôi đã hỏi lại mấy người bán hàng mà tôi quen. Sau đó tôi hỏi lại cả những đầu tổng. Rồi tôi cầm chai 2023 của tôi ra tôi xịt thử. Tôi thấy rằng hiệu năng của nó kinh khủng vãi chưởng ấy. Nếu mà các bạn xịt lên người, độ tỏa của nó lúc bạn tầm một cánh tay. Còn nếu mà các bạn xịt lên quần áo thì cái việc nó lưu 10 tiếng là chuyện hoàn toàn bình thường. Và cái phiên bản 2024 này thì nó cũng không hề thua kém gì những người đàn anh đi trước. Mình có thể khẳng định với các bạn rằng mùi hương này bám trên da các bạn phải tầm 10 đến 12 tiếng. Mình thường xuyên test nước hoa vào buổi sáng, lúc đó thì sẽ có một cái trải nghiệm tốt nhất. Thì mình nhận thấy rằng con này mình test từ sáng sớm 8 giờ, sau đó mình live stream, rồi mình ăn cơm, ngủ trưa, rồi chiều đi tập thể thao. Tối về đi tắm, tôi tắm bằng sữa tắm 18-21. Đây là câu nói ở trên TikTok của tôi khi tôi làm review nhanh về con Club Unlimited này. Thì nó vẫn còn thoang thoảng một cái hơi hướng Ambrosan nhẹ ở đằng sau. Và khẳng định với các bạn rằng con này bám tỏa cực kỳ tốt, rất rất tốt. Và vì thế thì các bạn không phải lo nghĩ là mùi hương của nó bị hiệu năng kém đâu. Mình sạc khẳng định mà mình xin thề với các bạn luôn là mùi hương con này bám tỏa cực kỳ tốt luôn. Tốt vãi luôn, kể cả da có lởm nó phải trung bình 6-7 tiếng. Chứ không thể nào mà 10-12 tiếng trên da trung bình mọi người mà da bạn có 2-3 tiếng cả. Thì các bạn nên xem lại cái nơi các bạn mua nhá. Amat thì bây giờ cũng đã có phân phối chính hãng ở Việt Nam rồi. Nên là các bạn cứ tự tìm Amat Việt Nam mà các bạn xúc thôi. Vậy thì một vài điều mà mình muốn chia sẻ tóm gọn lại ở đây, đó chính là phiên bản này nó sẽ không quá khác biệt so với phiên bản 2023. Các bạn thấy phiên bản nào dễ mua, giá thành ok thì các bạn mua phiên bản đấy. 2024 thì mình nghĩ là các bạn cứ nên mua phiên bản 2024 thôi, vì người ta ra 2024 là nó có lý do của nó. Cái thứ hai đó chính là con này thì có một cái hiệu năng cực kỳ tốt. Nó mang âm hưởng của Quid Aventus, nhưng cái hiệu năng của nó thì gọi là cụ của Aventus luôn. Thế nên là mùi hương của nó thì cũng sẽ không có cái vai đa dụng được, hoặc là vào trọng điểm những cái ngày nắng nóng mùa hè ở Việt Nam như là Aventus. Mà con này thì mình nghĩ là trời lanh quanh ở tầm trên dưới 25 độ là các bạn xịt sẽ là đẹp nhất. Các bạn xịt vào những ngày mà tầm 35 độ thì chắc chắn là con này nó sẽ rất là khó chịu nếu như là ba sót. Lúc đó thì các bạn có thể tiết chế bằng cái việc là các bạn xịt ít hơn, thế thôi. Đấy, còn phiên bản clone tốt nhất tôi nói rồi, Basilia 13ZZ01. Con này thì mua làm quà cũng được. Đấy, hoặc là bạn nào mà có bị đứt cúc áo ấy, mà các bạn muốn một cái cúc áo xịn sò mà các bạn ném chó chết vỡ đầu thì các bạn cũng có thể mua em này. Vừa có nước hoa xịt thơm mà vừa có cúc áo mà thêm cả có một cái khăn lau kính nữa. Tôi nghĩ là cũng hợp lý đấy nhờ. Và đó là toàn bộ những cái gì mà tôi muốn truyền tải về Club Unlimited 2024. Mặc dù là chả muốn làm đâu nhưng mà thấy nhiều người hỏi quá thì cũng lên video cho mọi người. Thì không biết là các bạn đã sử dụng qua cái phiên bản 2024 này chưa? Thì rất là mong các bạn có thể feedback ở phía dưới cái cảm nhận của các bạn như thế nào. Nếu là các bạn thì các bạn có mua phiên bản Club Unlimited 2024 hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới, tôi sẽ duyệt tất cả các bình luận lên dù thích hay không thích. Đó. Và sắp tới thì chuyên mục Metiver đấy, nhớ nhá, chuẩn bị lên rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.